Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Bạn thân mến, lương thấp không phải là nguyên nhân chính khiến bạn không thể làm giàu, và chưa hẳn lương cao mới giúp bạn giàu được. Bằng chứng là trong cuộc sống, bạn sẽ thấy một số người có mức lương ngang nhau hoặc thậm chí cao hơn người khác, nhưng họ lại than vãn không đủ sống, thiếu trước hụt sau. Nhưng có người cũng đồng lương gần ấy mà họ lại làm giàu được và sống ung dung, thảnh thơi. Vậy bí quyết là từ đâu? Nếu bạn vẫn đang gặp vấn đề là làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu, thì mời bạn nghe qua video này để có được lời giải đáp nha! Lương bằng nhau, tại sao tôi nghèo còn người khác lại giàu? Nghịch lý cuộc đời hay lỗi do bạn? Anh bạn làm thiết kế đồ họa của tôi, lương tháng tối thiểu cũng phải 15 đến 20 triệu đồng, nhưng luôn kêu than không đủ chi tiêu sinh sống. Trong khi đó, một người bạn khác chỉ làm nhân viên kế toán tại một công ty nho nhỏ với mức lương khoảng 10 triệu đồng, vẫn rảnh rang về tiền bạc, chẳng bao giờ phải vật vã vay chỗ này mượn chỗ kia. Bạn có biết tại sao lại như vậy không? Điểm mấu chốt duy nhất theo các chuyên gia kinh tế là bởi vì họ khác nhau về tư duy tiền bạc, tiết kiệm, đầu tư, kiếm tiền. Phần lớn mọi người không nhận ra rằng trong cuộc sống, vấn đề không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền, mà là giữ lại được bao nhiêu. Hãy nghĩ đến những người trúng xổ số tiêu hết tiền thưởng trong vài năm, hoặc những vận động viên kiếm được cả triệu USD khi còn trẻ, và rồi điêu đứng vì ăn chơi phá sản. Một người lương chỉ 10 triệu nhưng tiết kiệm được 5 triệu một tháng so với người làm 20 triệu nhưng không giữ nổi 2 triệu một tháng. Ai giàu có hơn ai có lẽ đã quá rõ ràng. Làm thế nào để tiết kiệm tối đa số tiền bạn kiếm được? Đó là câu hỏi thường trực trong đầu của bất kỳ ai khi đụng đến vấn đề tài chính của mình. Thông thường, chúng ta sẽ tiết kiệm một khoản nho nhỏ sau khi đã bỏ ra tất cả các khoản chi phí cần thiết. Tuy nhiên, người giàu lại không làm như vậy. Chẳng hạn như tỷ phú Warren Buffett, huyền thoại của giới đầu tư, đã nói: "Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm." Bạn tiết kiệm như thế nào? Bạn giữ tiền ra sao để nó sinh sôi nảy nở bằng cách gì? Tiền bạc của bạn thì chính bạn vẫn phải là người nắm rõ quy luật nhất. Và dù có là gì thì tất cả vẫn tuân thủ theo các quy luật cơ bản sau. Quy luật 1. Chi tiêu ít hơn số tiền bản thân kiếm được. Điều này nghe qua rất đơn giản, nhưng thực tế rất nhiều người đang chi nhiều hơn thu hoặc chi tiêu đúng bằng số tiền họ kiếm được. Chắc chắn là trong cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều kẻ khờ khạo, luôn tiêu sạch sành sanh số tiền lương trong tháng, luôn vay mượn lung tung chỉ để chi tiêu cho các khoản cá nhân như mua sắm, ăn uống, du lịch. Lương tháng này đập vào lương tháng kia, doanh thu tháng này bù lỗ lãi vào tháng khác. Cứ như thế, vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại liên tiếp. Đến khi tổng kết số tiền không thể trả nổi, không thể bù lỗ lại tăng lên kinh khủng. Có kẻ khờ hơn là lương 10 đến 15 triệu đã nghĩ là to, thẳng tay quẹt thẻ tín dụng, đi đến siêu thị cũng quẹt, đến cửa hàng thời trang cũng quẹt, ăn uống cũng quẹt. Và thế là khi tổng kết thẻ, nhìn con số lại đâm lo lắng. Nhưng rồi, thói quen khó bỏ, tháng sau lại vẫn như thế. Sau 5-7 năm đi làm, thì tôi vẫn là kẻ trắng tay. Một vài kẻ sĩ hảo đến mức độ luôn phán xét cách tiêu tiền của người khác. Ôi, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, sống thế sống làm gì? Gu thời trang của hắn tệ hại quá, lúc nào cũng sơ mi, tuần mặc 3 bộ. Sao đi làm cùng nhau mà lại có kẻ quê mùa này rớt vào đây cơ chứ? Hôm nay tao khao. Anh bạn lương 20 triệu kia ca tháng không đủ sống, vì ngày nào cũng đi ăn uống sang chảnh. Cứ khi có thời gian rảnh là săn đồ hiệu, nước hoa đắt tiền thơm phức, rồi mua quà tán tỉnh hết cô này đến cô khác. Còn cô bạn lương 10 triệu thì khác, cô dành 3 triệu một tháng cho các khoản chi phí sinh hoạt thôi, tiết kiệm 2 triệu một tháng, phòng trường hợp ốm đau bệnh tật, và 5 triệu để đầu tư. Có rất nhiều người luôn tiêu sạch sành sanh số tiền lương trong tháng, tiền hết thì mang nhục đi vay mượn, chỉ để chi tiêu cho các khoản cá nhân như mua sắm, ăn uống, du lịch. Nếu cứ mãi giữ lối sống như vậy, thử hỏi biết bao giờ mới giàu được, đúng không? Để làm được điều đó, trước hết phải dừng lại ngay cái việc được yêu chiều mua sắm quá đà, khoe khoang tài chính và xem lại cách chi tiêu của chính mình đi. Đừng ca tháng người ta sinh ra đã về đích, còn bạn chỉ là con nhà bần nông, không được kế thừa tài sản kết xù. Tự thân vận động là điều đương nhiên, bạn đi làm chỉ với tấm bằng đại học và đời chưa đủ trải để tự kinh doanh riêng. Lương thấp cũng chẳng có vấn đề gì, chẳng ai dám trách bạn cả.
chỉ là khi bắt đầu kiếm được tiền, bạn phải học được cách giữ tiền và biến nó tăng nhiều hơn nữa để tiền đẻ ra tiền. Một xu ở đây, một đồng ở kia, đừng để chúng chết mà hãy làm chúng sinh lời, và khi cộng lại, bạn sẽ có một con số không nhỏ. Nếu bạn để đồng tiền mình kiếm được trôi đi không quay trở lại, đó mới là kém cỏi, đáng trách. Quy luật số 2. Hiểu được cách giữ tiền cũng phải hiểu quy luật để kiếm thêm tiền. Nhìn lại một chút, bạn có biết vì sao cô bạn lương 10 triệu kia chỉ dành ra 3 triệu chi tiêu mỗi tháng không? Không phải vì cô tiết kiệm đến mức nhịn ăn nhịn mặc, mà đơn giản cô hiểu được cái gì mình cần mua và muốn mua. Cô hiểu được đâu là điểm dừng cho sự mua sắm và số tiền còn lại đó có thể biến thành vốn đầu tư để nó sinh lời như thế nào. Cô trân trọng từng hào bản thân làm ra nên không tiêu xài phung phí. Cô đủ thông minh để biết tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng nó là nền móng chắc cho mọi mối quan hệ. Cô có kế hoạch tài chính rõ ràng cho bản thân mình. Bằng chính số tiền lương, mình nên chi tiêu bao nhiêu, tiết kiệm bao nhiêu và quan trọng là đầu tư bao nhiêu, đầu tư vào kênh gì. Bởi cô hiểu rõ, để tiền chết là hết, tiền phải đẻ ra tiền dù ít hay nhiều. Chẳng hạn như, chuyên môn của cô là kế toán. Sau giờ làm việc cho công ty thì cô nhận thêm 1-2 công việc kế toán cho các công ty khác. Cô không để bản thân chết não ở cơ quan ngày 8 tiếng, cũng không vùi đầu vào tiệc tùng mua sắm. Vậy đấy, nếu giỏi viết thì viết thêm quảng cáo, báo chí, ngôn luận. Nếu giỏi vẽ thì vẽ tranh treo tường, vẽ đồ họa, vẽ chân dung. Nếu giỏi ăn nói thì ngại gì không làm sale, chốt ngay đơn hàng trăm triệu doanh số tăng vèo vèo. Mấu chốt vấn đề là phải không ngừng tăng thêm thu nhập, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi biết kiếm ra tiền rồi thì còn phải biết dùng tiền để đẻ ra tiền. Gửi ngân hàng, chơi trái phiếu, mua cổ phần, mua hàng về bán sinh lời. Nhất định không để tiền nằm im một chỗ. Nếu cứ an phận với mức lương 8-10 triệu ở cơ quan, rồi nghĩ xem shop nào đang giảm giá, cửa hàng nào đang tặng voucher, thì chẳng biết đến bao giờ mới tự do về tài chính được. Quy luật 3. Quản lý ngân sách theo phương pháp 50-20-30. Mỗi khoản chi tiêu dù nhiều hay ít phụ thuộc vào mức lương thực tế mà bạn nhận được. Tuy nhiên, lương của bạn là bao nhiêu thì cũng vẫn phải đảm bảo quản lý ngân sách theo phương pháp 50-20-30. Có nghĩa là bạn sẽ chia nhỏ thu nhập thành 3 danh mục chính với tỷ lệ phần trăm như sau. 50% dành cho chi tiêu sinh hoạt thiết yếu, từ nhà cửa, đèn điện đến mua sắm giải trí. 20% dành cho các mục tiêu tiết kiệm hưu trí và khoản chi phí dự phòng cho sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng, và 30% để đầu tư. Vậy tại sao lương bằng nhau mà cô ta giàu, còn tôi thì mãi nghèo? Đó là bởi bạn chưa biết cách để đầu tư. Đầu tư ở đây không chỉ là đầu tư tiền bạc, mà còn phải đầu tư trí tuệ và kiến thức để nâng cao giá trị cho bản thân. Thử ví dụ đơn giản thế này. Cô nàng lương 10 triệu, biết dành 2 triệu để đi học thêm các khóa học cải thiện kỹ năng vi tính, ngoại ngữ, giao tiếp và kinh doanh. Sau vài năm làm việc, cô được đánh giá năng lực cao và được cân nhắc đến vị trí quản lý chi nhánh, giám đốc bộ phận. Tất nhiên, mức lương cũng theo đó mà tăng cao lên. Còn anh bạn lương 20 triệu kia, mải mê nhậu nhẹt, mua sắm, thì làm gì còn đủ tài chính để đầu tư vào kiến thức và kỹ năng nữa đâu. Cho nên, anh bạn ấy vẫn cứ dậm chân tại chỗ với mức lương như thế mà thôi. Rốt cuộc, tại sao tôi và anh ta lương bằng nhau mà tôi vẫn nghèo như thế? Đó là vì bạn quá nuông chiều mức sống của bản thân. Bạn luôn tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được. Nói phụ phàng một chút thì bạn là kẻ sĩ diện nhất đối với chính cuộc sống của mình. Phương pháp là gì? Là stop lại ngay cái việc yêu chiều mua sắm quá đà, khoe khoang tài chính, dừng phán xét cách tiêu tiền của người khác và xem lại cách chi tiêu của chính mình. Hãy yêu từng đồng mà bạn kiếm được ngay từ bây giờ đi. Người ta thường nói, đồng tiền có ma lực. Nếu bạn trân trọng thì nó sẽ ở lại bên bạn lâu hơn. Nếu như bạn coi thường và hoang phí thì nó sẽ đi rất nhanh. Điều này hoàn toàn đúng bạn ạ. Và cuối cùng, chúng tôi muốn nhắn với bạn, tiền bạc chính là sự tự do, là hạnh phúc. Mọi thứ còn lại sẽ tự nhiên mà đến. Tiền bạc chính là thước đo của sự tự do. Chúng ta không kiếm tiền bằng mọi giá, nhưng hãy kiếm bằng mọi cách. Bạn sẽ không thể có một sự tự do đúng nghĩa nếu như bạn không giàu có. Bạn sẽ phải lao động để kiếm tiền. Sự tự do của bạn phải bó buộc lại trong một tổ chức với một lão sếp khó tính. Bạn cũng không thể thỏa sức bay nhảy, đi những nơi bạn muốn đến, khám phá những địa điểm mới khi bạn không có đủ tiềm lực tài chính.
Chúng ta chỉ có thể làm tất cả điều đó khi chúng ta giàu. Xét cho cùng, bạn chẳng thể kỳ vọng tiền trong túi mình tự nhiều lên nếu không có lấy một mô hình quản lý tài chính đúng đắn. Vì vậy, hãy nghiêm khắc thêm một lần nữa vì sự tự do của mình. Đời mỗi người mỗi khác, đừng so sánh sự giàu có với ai đó. Chỉ cần bạn tự làm chính mình giàu có là đủ hạnh phúc rồi. Quý thính giả thân mến, thông qua những chia sẻ trên, bạn đã biết vì sao lương ngang nhau mà có người giàu, kẻ nghèo rồi phải không? Cuộc sống có thể bất công khi không cho chúng ta sinh ra ở vạch đích, nhưng luôn công bằng khi cho mỗi người 24 tiếng bằng nhau và cung cấp lượng lớn kiến thức về cách quản lý tài chính. Vấn đề là ở bạn có chiêm nghiệm được và nghiêm túc thực hiện hay không. Hy vọng 3 quy tắc về cách quản lý tài chính trên sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề tài chính mà mình đang gặp phải. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.